Thưa sư, một số người nói rằng Phật tử tại gia không nên nuôi gia súc gia cầm vì sẽ là cộng nghiệp sát sanh. Mong sư giải thích rõ vì giới sát sanh không sát sanh chứ không chứ đâu có cấm không được nuôi và mình đâu có giết. Nó có hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là khía cạnh nuôi. Thì xin thưa là những cái gia đình của thánh á, như là gia đình bà Quý Sa Kha thì bà vẫn nuôi. Bằng chứng là khi mà bà đi xuất giá đó, là ông cha đó là cho mở cái cổng bò, chuồng bò đó để lùa rất là nhiều bò để làm của hồi môn đi theo bà đó. Thì cho thấy là gia đình của thánh thì vẫn nuôi gia súc bình thường. Chính bởi vì như vậy đó, cái chuyện mà bản thân nha, cái bản thân cái chuyện mà mình nuôi gia súc gia cầm á, bản thân nó mình không có phải là một cái lỗi lầm. Mặc dù là ở trong kinh tạng thì không có nói rõ là trong cái sinh hoạt á, là hưởng những cái lợi như thế nào. Đức Thế Tôn chỉ nói là những cái lợi từ một con bò đó là gì? Từ sữa bò nè, da bò nè, phân bò nè, thịt bò nè. Nhưng mà cái thịt bò đó, cái vấn đề là ở cái thịt bò nè, da bò nè, thì được thu hoạch như thế nào? Thì sư chỉ bạo gan thôi nha, sư bạo gan, sư đoán mò đó, sư đoán mò là chắc có lẽ là chết tự nhiên, chắc có lẽ là các con vật đó chết thì làm thịt thôi, chứ còn giết thì không có giết. Tức là trong gia đình của các vị thánh thì không có giết, tức là nó chết thì làm thịt thôi. Rồi lại đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta nên nhớ giữa cái nuôi và nó chết tự nhiên, hoặc là chúng ta nuôi để chúng ta thu hoạch những cái sản phẩm từ nó một cách vô hại thì không vấn đề gì. Còn nếu như mình nuôi để mình bán á, nó lại là một vấn đề khác. Tại vì rõ ràng là trong kinh tạng sư không thấy chỗ nào có nói là trong gia đình các cư sĩ thuần thành có nuôi gia súc gia cầm mà đem bán. Không có. Tại vì bản thân cái chuyện mà bán á, nha, mình đem bán, mình nuôi để mình đem bán, nó lại phạm vào cái gọi là cái tà mạng. Nó không có phạm cái giới sát sanh, nhưng nó phạm vào cái tà mạng. Tức là mình mua bán động vật, dù là thịt sống hay thịt chín, thì nó vẫn được tính vào tà mạng, chứ nó không phải là phạm cái giới sát sanh. Cho nên nếu như mình chỉ đơn giản mình nuôi ở trong nhà, ví dụ như ở Miếng có một cái giai thoại là một vị thánh cư sĩ làm ruộng thì có chăn bò. Nhưng mà cái kiểu chăn bò của vị này rất là thú vị, đó là vỗ tay thôi, tới chuồng bò đó vỗ tay, con bò nó tự nó đi tự nó đi, vỗ tay rồi lắp cái cày vào ở trong cái người nó rồi vỗ tay. Là nó tự nó cài đó. Rồi cho tới một hôm á, vị này đã chứng quả A-la-hàm rồi, thì cho tới một hôm vị này vỗ tay, con bò nó không chịu nghe, nó không chịu nghe lời. Thì vị này biết đã tới lúc ta xuất gia, thế là vị này đi tu luôn. Thì đó là một cái giai thoại rất là nổi tiếng ở Miếng. Nó cho thấy là trong nhà mình có nuôi gia súc gia cầm thì vẫn được, nhưng mà buôn bán thì không. Thì mình phải phân biệt cho nó rõ ràng cái sự kiện này. Và không biết là sư Tuệ Tương có chia sẻ gì về vấn đề này. Thưa Đức, thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý ý kiến của Đức Hành Tuệ. Ở đây là đúng, nghĩa là quý sư cũng xác nhận đúng là giới
cái giới mình nói sát sanh á thì đúng là cấm, đâu có nghĩa là chứ đâu có cấm không được nuôi, nhưng mà anh Đức Hình Tuệ cũng đã giảng rõ vị đó, nhưng quan trọng mình nuôi như thế nào. Có nghĩa là nếu quý vị á, ở đây là cái câu trả lời suy nghĩ là thế, nó ngắn gọn như vậy thôi, không ra vấn đề thôi. Nếu quý vị á nuôi cho tạm gọi có thể bất cứ con vật nào đi quý vị muốn, nhưng nếu quý vị á xem cái con vật đó giống như một con bé, như thú cưng vậy đó, ví dụ quý vị nên có thể nuôi con bò, con heo, nhưng mà quý vị cái dạ, tâm quý vị á, phải đối xử á, nó giống như những cái con vật mà được nuôi hàng ngày, giống như là con mèo, con chó đó, quý vị phải trân trọng nó như vậy, quý vị không có đày đọa nó đó. Quý vị nghe đúng tinh thần là mình nuôi nó để mà phải nhấn mạnh nữa là có không có sự luyến ái này nữa. Chứ quý vị khi bị nuôi cái sự luyến ái nó bị bệnh, nó bị này kia, rồi mình sự luyến ái đó. Thì đôi khi nếu mà mình là một người cư sĩ mình làm như vậy nó còn trở ngại trong đường tu tập mình đó. Cho nên tốt nhất là dù mình nuôi làm suy nhớ đến cái vấn đề mà Chí Thanh Tại có trả lời hồi bữa có hỏi trước đó. Vấn đề mà cái vị đó hỏi vịt đó, thế nghĩa là mình thí dụ mình có nuôi một chúng sanh gì đây, một chúng sanh đi, một cái con vật đi, một con gia súc gia cầm đi, mình cũng dựa trên nền tảng tôi là Phật dạy là có cái tứ vô lượng tâm, chẳng có từ bi hỷ xả chẳng, theo đúng tinh thần thì bi hỷ xả như vậy, chứ không phải là mình nói là từ bi hỷ xả rồi mình dính mắc vô nha, mình dính mắc vô nó bị cái gì, lỡ nó bị bên nhà hàng xóm có đập gãy giò này nọ rồi mình sân hận, mình qua mình trả thù hàng xóm hay mình đòi kiện để thua đó, yếu tố này quan trọng. Cho nên cuối cùng á, suy ra là quý vị nuôi cái gì á, nuôi con gì là chuyện của quý vị, nhưng mà quý vị hãy đối xử nó đúng như tinh thần mà là Phật dạy, có yếu tố tứ vô lượng lượng tâm nghiêm trọng là từ bi hỷ xả thì cái điều đó là nên, nếu nói nên thì cũng không hẳn, nhưng mà nó đúng quý vị, nó đúng chứ không có sai. Còn nếu quý vị mang tính nuôi, mà đây sẽ phân tích nữa, quý vị nuôi đi, nuôi quý vị nói nuôi nuôi mà ví dụ cái gì nuôi gấu, có những người nuôi gấu, quý vị biết nuôi gấu nhưng mà họ làm gì, họ lấy mật gấu, có nghĩa là họ chích thuốc vô, họ lấy hút rút mật gấu, biết rằng con gấu vẫn sống, nhưng mà cái điều đó là điều nó bất thiện quý vị, nó gây ác nghiệp rất là kinh khủng. À, có một điều này sư quên, sư cũng nhắc quý vị nữa, tại vì sư thấy cái điều này nó cũng khá là sai sai. Có nhiều người họ nuôi con vật cưng giống như là chó mèo đó, và họ nói là họ cho nó đi gọi là đi thiến đi, thiến dùng từ thiến cho dễ hiểu, họ thiến để cho nó không sinh sản. Thì quý vị nuôi, quý vị nói là làm như vậy tốt cho nó, thì cái điều này quý vị cũng nên cần phải suy nghĩ lại. Và cũng để hành tại cho lại cũng khá đầy đủ, cho nên chỉ sư chỉ bổ sung đó thôi. Và mong là quý vị sẽ hiểu sâu xa hơn, quý vị sẽ có sự tư duy chân chánh tư duy để quý vị biết là cái nào nên làm, cái nào không nên làm, và nên làm thế nào lại để cho đúng tinh thần là Phật dạy. Thì xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Xin qua cái câu hỏi tiếp theo.